Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Việc truy bắt nghi phạm gây ra án mạng tại quán cà phê ở Hóc Môn là một quá trình hết sức vất vả, khó khăn đối với các trinh sát công an. Sau khi gây án, nghi phạm đã chọn một địa điểm ẩn nấp tương tự như địa bàn của Tuấn Khỉ nhiều năm trước, hòng lẩn trốn qua mắt lực lượng chức năng. Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó phòng Cảnh sát hình sự PC02 cho biết, khu vực địa bàn xã Lương Hòa có rất nhiều kênh rạch, rừng tràm nhiều gai, cây cối ngập cao đầu, đối tượng phát hiện bị truy bắt nên bỏ xe trốn. Vị này chia sẻ, khu vực rộng 50 ha, rất nhiều tràm, cây cối rậm rạp chằng chịt, rắn rết, ong vò vẽ, 10 lượt cán bộ chiến sĩ phải đi bệnh viện vì ong vò vẽ chích. Tuy nhiên, công an phát hiện các vết như bước chân đi trên bùn, cỏ, vỏ của một trái dừa bị đập vỡ và xác định chính xác Tâm đang ẩn nấp ở đây nên quyết không rời mục tiêu. Cảnh sát đã huy động 7 chó nghiệp vụ, 7 flycam, lập 40 chốt, huy động cả người dân khu vực tham gia truy bắt. Trung tá Thắng cũng thông tin, khi xác định được nghi phạm, Tâm đang ở trong đó, PC02 lập chốt bao vây khu vực, lập 40 chốt cảnh sát hình sự, công an Hóc Môn, công an Long An và nhân dân để bao vây. Tuy nhiên, do cây cối rậm rạp, sức người không hiệu quả, PC02 đã huy động 5 xe múc bánh xích để tạo lối đi cho trinh sát, đồng thời rà soát khu vực. Tâm lúc này đang ẩn nấp dưới nước, dùng cỏ khô che lên mặt chỉ để thở. Kẻ sát nhân hoảng hốt vì nghĩ rằng máy múc đã tới sẽ cán trúng người nên tung lên, bỏ chạy. Lúc này, vòng vây đã khép chặt. Lãnh đạo PC02 nhấn mạnh, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người này không có đồng phạm, chỉ thực hiện một mình. Trước đó, hắn chuẩn bị công phu kỹ lưỡng cho việc gây án, trốn chạy công an như chuẩn bị quần áo, đồ vật giấu ở trên đường Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Để có thể bắt giữ được nghi phạm sát hại người, cướp tài sản rồi lẩn trốn ở Long An, Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 đã nhận được sự hỗ trợ của người dân và các đơn vị liên quan. Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng PV01, cho biết sau 9 giờ truy xét đã xác định được hướng tẩu thoát, phối hợp với công an Long An và sau 72 giờ đã truy bắt được đối tượng gây án. Cùng với đó, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự PC02, cho biết Nguyễn Thanh Tâm, 27 tuổi, thường trú tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, từng bị công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tìm để làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản nhưng bỏ trốn. Trung tá Nguyễn Thành Hưng, theo trưởng phòng PC02 nói, trước đây khi gây án tại tiệm cà phê, Tâm đã đến một hiệu hớt tấp trên địa bàn xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn để tìm cách cướp nhưng do đông người, quan sát không thấy có nhiều tài sản, nên hớt tấp xong, Tâm đi đến xã Xuân Thới Sơn sát hại người, cướp tài sản. Khi xảy ra vụ án, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra chỉ đạo tập trung truy bắt điều tra làm rõ. Khi xác định đối tượng lẩn trốn vào khu rừng keo ở xã Lương Hòa, ở địa bàn rộng 50 ha rừng, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu PC02 bao vây 24/24, không để kẻ này tẩu thoát vì đây là đối tượng liều lĩnh manh động, tẩu thoát thì có thể gây ra trọng án nữa. Trưởng phòng PC02 cũng cho biết, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng gồm 1.000 cán bộ chiến sĩ vây ráp toàn bộ rừng, được sự giúp đỡ chỉ đạo phối hợp của C02, Công an Long An, Đảng bộ chính quyền nhân dân xã Lương Hòa, nhân dân ấp 7, ban chuyên án đã hoàn thành nhiệm vụ. Theo PC02, người dân khu vực đã nấu mì, mang bánh mì đến chốt, đốt lửa, sưởi ban đêm, gửi cà phê cho lực lượng truy bắt. Cụ thể, Trung tá Hương cho biết, hình ảnh đó rất xúc động khi lực lượng bắt dẫn giải đối tượng ra ngoài, thì hàng trăm người dân họ ra vỗ tay. Đã 3 ngày nay, người dân không dám vào làm rừng, họ ở nhà đóng cửa sợ đối tượng gây án. Người dân vui khiến đơn vị ấm lòng, rất vui đã ngăn chặn cái ác, giữ bình yên cho nhân dân. Bên cạnh đó, Trung tá Đới Ngọc Thắng, Phó phòng PC02 cũng cho biết, các chỉ huy phòng đã trực tiếp cùng các điều tra viên có kinh nghiệm, kỳ cựu tới hiện trường, thấy nạn nhân bị thương rất nặng, đối tượng gây án rất dã man. Trung tá Thắng thông tin, thủ phạm đã chém hơn 40 nhát khiến nạn nhân tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, rà soát nhân chứng, truy xét rất bất lợi vì chỉ có một nhân chứng, nghe thấy tiếng xe máy rời khỏi quán cà phê, xung quanh hiện trường không có quán xá khác hay camera an ninh. Lúc 10 giờ 45 phút sáng mùng 9 tháng 1, các lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được hung thủ sát hại cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn. Theo đó, hung thủ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh đồng trên 3 ha thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vào cánh rừng rộng hơn 3 ha trên địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An để truy tìm nghi phạm giết người cướp của. Ông MS, tên viết tắt, chủ một vườn chanh ở ấp 7 cho biết, hai ngày nay nghe thông tin nghi phạm sát hại người lẩn trốn ở khu vực này, ông cũng lo sợ, không dám đi thăm vườn.
Sáng thấy lực lượng ở đây đông, an toàn nên ông đi vào thăm vườn thì phát hiện mất tấm bạc để che xe rùa trong vườn khiến ông lo lắng. Hiện chưa biết việc mất tấm bạc có liên quan gì đến nghi phạm hay không, song lực lượng chức năng cũng đã đưa chi tiết này ra thành chỉ dấu để nhận diện nơi nghi phạm có thể ẩn nấp. Ngoài chủ vườn chanh, những người dân trồng vườn nơi đây cũng đã phát hiện mất dừa, phát hiện vỏ chuối, nghi của hung thủ bỏ lại. Bên cạnh đó, một người dân khác tại khu vực là bà B, tên viết tắt, chia sẻ, do chưa bắt được nghi phạm nên khi trời bắt đầu tối, nhà nào cũng đóng cửa, có bao nhiêu bóng đèn bật hết. Canh chó sủa thì mở camera lên để nhìn. Từ sáng mùng 8 tháng 1 tại ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, lực lượng trinh sát hình sự cảnh sát cơ động theo sát dấu vết của hung thủ. Phía bên trong khu vực cánh đồng có khoảng 20 chiến sĩ công an cơ động cầm gậy, cây, đèn pin, tiến thẳng vào bên trong khu rừng để truy tìm. Lực lượng chức năng dùng flycam gắn bộ đàm bay xung quanh khu vực cánh đồng, nơi nghi phạm đang lẩn trốn, kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú. Chiều tối cùng ngày, loa phát thanh của ấp 7 cũng đã phát thông báo yêu cầu người dân cảnh giác để đề phòng hung thủ. Nếu phát hiện kẻ tình nghi thì báo ngay đến cơ quan chức năng, đồng thời cũng kêu gọi hung thủ gây án sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ băng qua cánh đồng chanh, dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết hung thủ. Lực lượng trinh sát còn bố trí ở các ngã đường khu vực cánh đồng mà hung thủ bỏ lại đôi dép và chiếc xe cướp được. Các lực lượng tham gia xuyên suốt cả đêm qua, tranh thủ vào nhà dân ăn cơm nghỉ ngơi rồi tiếp tục truy tìm. Trước đó, vào tối mùng 8 tháng 1 ghi nhận từ báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 21 giờ tại con lộ liên ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, lực lượng công an tích cực truy tìm kẻ giết người cướp của ở huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng bố trí cả trăm cảnh sát chốt chặn dọc theo các con lộ liên ấp 7, khoảng cách một chốt 100 m từ 5 đến 7 cảnh sát bao quanh các ngã rẽ ở khu vực cánh đồng hơn 3 hectare nơi hung thủ nghi đang lẩn trốn. Từ chiều mùng 6 tháng 1, nhiều người dân địa phương nhận được thông báo của công an huyện Bến Lức, nội dung có nghi phạm sát hại người cướp tài sản bỏ xe máy ven bờ kênh, khả năng chạy sâu vào cánh đồng, trốn thoát. Ông NQD tên viết tắt 63 tuổi ngụ xã Lương Hòa cho biết, gia đình ông và những nhà xung quanh đều là người lớn tuổi nên trời tối đã đóng cửa, nếu có chuông và nhìn rõ ai mới dám ra ngoài, hy vọng công an sớm bắt được hung thủ cho bớt lo sợ. Lực lượng cảnh sát hình sự đã tập trung vào điểm được cho là có nghi phạm đang lẩn trốn để truy bắt. Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ băng qua cánh đồng chanh dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết hung thủ. Kể từ khi vụ án mạng tại quán cà phê ở Hóc Môn xảy ra, công tác truy lùng nghi phạm trên đã bước sang ngày thứ ba. Việc nghi phạm lẩn trốn trong khu vực địa hình phức tạp, cây cối rậm rạp, kênh rạch chằng chịt được cho là khá tương đồng với vụ việc Tuấn Khỉ lẩn trốn sau khi sát hại 5 người nhiều năm về trước, sau đó lẩn trốn tại địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!